Sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19 đang làm trầm trọng thêm những khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản. Trước bối cảnh đó, một số hiệp hội đã kiến nghị nhiều giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ những vướng mắc, giúp doanh nghiệp cầm cự được qua thời điểm khó khăn này. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (BACC) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, các doanh nghiệp xây dựng đều vô cùng khó khăn nên chúng tôi xin kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ một số biện pháp cụ thể như dừng thu bảo hiểm xã hội 6 tháng cuối năm cho tất cả các lao động thời vụ ký hợp đồng lao động từ dưới 6 tháng tại các doanh nghiệp xây dựng. Vì lao động thời vụ nông nhàn là một đặc thù của ngành xây dựng Việt Nam, hiện nay do tình hình dịch bệnh, công việc thì phải dừng, về quê thì không được mà ở lại cũng không có thu nhập. Đây là một vấn đề bức xúc mà toàn bộ các doanh nghiệp xây dựng đều tha thiết mong Thủ tướng quan tâm xử lý. Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc BACC cũng kiến nghị được giãn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng từ quý 2 năm 2021 sang đầu năm 2022, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp thời điểm từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, các khoản vay ngân hàng phục vụ cho công trường, dự án nhưng phải dừng thi công do giãn cách chống dịch được tính lãi suất 0%, khoản nộp tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp đến hết năm 2021, có phương án giảm giá thuê đất đặc biệt đối với các diện tích đất làm nhà kho, xưởng phục vụ thi công, sản xuất. Cộng đồng doanh nghiệp xây dựng cũng mong muốn các sở xây dựng địa phương cập nhật kịp thời, chính xác đơn giá các vật liệu xây dựng để áp dụng cho các công trình dùng vốn ngân sách có được đơn giá chính xác, phù hợp tránh làm thiệt thòi cho các nhà thầu xây dựng. Có một nơi như thế, đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng. Nơi mỗi căn biệt thự đều là một tuyệt tác nghỉ dưỡng đong đầy niềm hạnh phúc an yên như được trở về nhà. Là món quà truyền đời lưu giữ những kỷ niệm gia đình vô giá. Movenpick Villas and Residence Phú Quốc, một sản phẩm của tập đoàn Make Group. VACC cũng kiến nghị những công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, san nền có mặt bằng rất thoáng, không bị tập trung đông người hoặc những công trình xây dựng đang ở vào giai đoạn hoàn thiện cuối để bàn giao mà không nằm trong vùng dịch trọng điểm thì vẫn cho phép tiếp tục triển khai. Qua đó, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp xây dựng thực hiện được mục tiêu kép vừa ổn định sản xuất vừa chống dịch an toàn. Nhiều ý kiến kỳ vọng, với sự vào cuộc của nhiều bộ, ngành, địa phương, những khó khăn của thị trường cũng như của các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản sẽ nhanh chóng được tháo gỡ.